nhìn con lớn quá vậy. Sao năm nay nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 18. Trời gì, con 18 tuổi rồi hả? Trời con 18 tuổi rồi. Sao nhìn mặt con già háp quá vậy? Nani? Trời cái mặt con già háp quá trời già luôn. Cái mặt của con là làm mẹ con được luôn con. Làm mẹ con được luôn con. Xuân tàn, con trải qua bao nhiêu mùa xuân xanh rồi con? Con đã được 18 mùa xuân xanh rồi. Trời ơi, 18 mùa xuân xanh đây sao? Trời ơi, hôm bữa cô kể con nghe chuyện này nè. Bữa trước á, cô đi ngoài đường, cô gặp con bé kia kìa, cũng 18 mùa xuân giống con á, đi với gia đình á. Đẹp lắm con, nó đẹp, mà nó trẻ gì đâu luôn á. Con nè, trời ơi, nhìn con cũng trẻ, cũng đẹp á. Nhưng mà giống y chang như mẹ nó. Mẹ nó. Vậy đó con. Không sao cô, thì dù sao thì con cũng nghĩ là con đỡ hơn một số người đã không được đẹp mà còn vô duyên nữa đó cô à. Trời ơi, gặp đây hả con? Nghe nói là con học đại học phải không? Học ngành gì hả con? Dạ con học marketing. Trời ơi, học chi cái ngành marketing vậy con? Gọi cái ngành gì mà mấy con bé tiếp thị sữa mà đứng ở ngoài đường bán sữa hả con? Ngành đó con nghe nó thất nghiệp dữ lắm con ơi. Trời ơi, con cô thì nó học cũng bình thường, bác sĩ à, bác sĩ dạy đa khoa rồi mốt đâu nghe đâu tốt nghiệp ra trường làm bệnh viện thành phố là con chứ bình thường gì hết. Rồi con nghỉ đi, đừng học ngành đó nữa, về đổi học ngành khác đi con, ngành nó thất nghiệp dữ lắm. Điều con sao nó vô duyên mà nó không có kỹ thuật. Trời ơi, tiếp thị bần quá con, không được có tương lai. Có đồng tiền cơ thể phải có tiền. Con nghe nói con học đại học phải không? Con học ngành gì á con? Con học marketing. Trời, marketing phải nghe cái tên là thấy nó sang rồi. Mà marketing là ngành gì á con? À, cái ngành mà mấy con bé bán sữa ngoài chợ phải không? Trời ơi, cái ngành đó con nghe nói đâu là lương á, nó cũng không được mà cao lắm phải không con? Trời ơi, thằng con cô làm đâu học ngành đâu bác sĩ nên tốt nghiệp nè. Ra làm bệnh viện thành phố rồi người ta điêu lương á đâu 3-4 ngàn đô tháng à con. Con coi xem sao á con, đổi ngành đó cho nó tương lai tươi sáng. À cô, sẵn tiện cô hỏi con, cô giúp con nha. À, ảnh là bác sĩ á, ảnh có bán cái loại thuốc nào mà trị cái bệnh vô duyên không cô? Damn! Làm gì có bệnh đó con. Ê, có bồ chưa con? Ê quá. Trời ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày ăn mặc như con đàn ông vậy sao mà có bồ được. Mày thấy mặc đồ với cô nè, fashion với cô nè. Trời, bởi vậy đẹp nó khổ lắm con. Cô á là ăn mặc đẹp vậy á, rồi sáng nào á cô ra cô mở cửa cô cũng thấy trai nó xếp hàng từ Lạng Sơn cho tới Cà Mau đứng nhìn cô cái thôi nó về. Khổ lắm con. Trời ơi, gặp con. À dạ. Dạ đây á là con có người đi cùng con lúc vui lúc buồn, lúc mưa lúc nắng, lúc hạnh phúc lúc ốm đau cho con. Ai hỏi em con bằng ê cô ơi. Trời ơi con ơi, con phải thay đổi một cái gu thời trang mới đi con. Cái thời trang của con nó phải giống như cô vậy nè, phải high fashion, phải luxury lên thì lượng trai nó mới mua theo mình được, con hiểu không? Cô sao con nói con nghe nè. Cái fashion của cô, con thấy quen lắm luôn. Thì nhiều người bạc mà. Bữa đi trên đường Bùi Thị Xuân, đối diện cái quảng trường ở Biên Hòa, con thấy một số người mặc đồ y chang cô vậy đó. Trời ơi, tại cô mà kem cái năm nay nên người ta mặc nhiều phải rồi. Trời, gặp con, nghe nói là rất giá rồi phải không? Rồi có tin vui chưa con? Trời ơi, chả buồn với con nhà cô. Đẻ làm chi mà đẻ quá trời đẻ 2-3 đứa khóc la úp sùm ở nhà hết á con. Trời ơi, mà chưa có tin vui hả con, được gán lên cho con, là gán đẻ lên để mai mốt phụng dưỡng đứa già này kia á con. Trời ơi, gặp con nghe nói con xuất giá rồi phải không nè. Trời ơi,
vậy rồi con có tin vui chưa con? À hình như cái dự định này là mấy năm trước là con dự định rồi mà giờ chưa thực hiện được phải không con? Thì cô cũng biết đó, chuyện con cái mà con cũng nhức đầu lắm cô à. Nhưng mà con nói cô nghe này nè, bà Tư á, bà hàng xóm á, hoàn cảnh bé cũng y chang cô vậy đó. Cũng có đứa con nè, cũng đẻ mấy lứa y chang vậy đó. Xong kính lớn lên, có bà làng đó sớm, nuôi dạy đâu có được. Giờ sao? Vô bệnh viện tâm thần rồi đó cô.